Ngày 31 tháng 8, Thượng tá Lâm Quốc Thanh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án nhóm ngư phủ, đột nhập tiệm vàng trộm tiền vàng trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Trước đó, khuya ngày 20 tháng 5, cha mẹ của ông Phạm Minh Đức, 44 tuổi, chủ tiệm vàng Minh Đức, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, phát hiện người lạ đột nhập vào tiệm vàng, lấy đi một lượng lớn vàng giá trị khoảng 10 tỷ đồng. Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau quyết định thành lập chuyên án điều tra truy bắt nghi phạm. Ngày 24 tháng 8, phát hiện Lê Văn Châu, 43 tuổi, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, đến một tiệm vàng ở thị trấn Sông Đốc, bán lượng vàng lớn bất thường. Công an đã mời Châu về cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an, Châu thừa nhận đã đột nhập tiệm vàng Minh Đức trộm vàng. Cùng tham gia có Lê Văn Lơ, 48 tuổi, Lê Minh Hoàng, 35 tuổi, Lê Chí Linh, 40 tuổi, Phạm Văn Giới, 33 tuổi, cùng ngụ xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời. Những người này cùng họ hàng với Châu và đều làm nghề ngư phủ. Nhóm đối tượng khai, sau khi trộm được 6,6 kg vàng, 18K và 24K, nhóm đã chia đều cho mỗi người để nấu thành từng thỏi cất giấu. Chiều ngày 31 tháng 8, ông Lê Viết Bắc, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh có thông báo vào ngày 15 tháng 8 về việc phục hồi điều tra vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Thừa Thiên Huế do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lãnh đạo Sở đã cho phép ông Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật, nguyên là Giám đốc và Kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng Tài chính Kế toán CDC tỉnh Thừa Thiên Huế, tạm thời nghỉ việc ở nhà để phục vụ công tác điều tra. Cũng theo ông Lê Viết Bắc, trước đó vào ngày 1 tháng 7, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế có thông báo về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án nói trên. Ngay sau đó, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành hai thông báo cho phép ông Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật được quay trở lại đơn vị công tác kể từ ngày 8 tháng 8. Ngày 31 tháng 8, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hùng Cường, 41 tuổi, ngụ xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, mức án tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Đồng thời bị cáo có trách nhiệm bồi thường 55 triệu đồng cho gia đình bị hại. Theo cáo trạng, giữa tháng 12 năm 2022, Cường đến xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để mua bán dừa. Trong một lần sang Campuchia đánh bạc, Cường bị thua dẫn đến nợ nần nên nảy sinh ý định giết người cướp tài sản. Biết ông Võ Văn Liêm, 69 tuổi, trú tỉnh Đồng Tháp chạy xe ôm, sáng ngày 26 tháng 12 năm 2022, Cường kêu ông Liêm chở đến xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để mượn tiền. Tin lời, ông Liêm chở Cường đến khu vực vườn mít thuộc ấp Long Hưng, xã Ô Long Vĩ thì bị Cường dùng thanh sắt mang theo đánh tử vong. Sau khi cướp của ông Liêm một điện thoại di động, một chiếc nhẫn, một chỉ vàng 24 carat, Cường đem xác ông Liêm giấu xuống mương nước gần đó, rồi lấy xe của ông chạy về tỉnh Long An làm căn cước công dân. Đến chiều ngày 31 tháng 12, người dân phát hiện xác ông Liêm nên báo công an. Sau một tháng điều tra, Cường bị bắt giam và thú nhận hành vi phạm tội. Ngày 31 tháng 8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc chuyên nghiệp liên tỉnh, xuyên quốc gia có quy mô hơn 100 tỷ đồng, ra quyết định khởi tố 19 bị can về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Bước đầu xác định, đường dây này hoạt động theo phương thức, các đối tượng người Trung Quốc là nhà phát hành, thuê người tạo lập trang web và ứng dụng để tạo thành một hệ thống đánh bạc. Hệ thống đánh bạc được tích hợp nhiều trò chơi khác nhau như tài xỉu, xổ số, sóc đĩa, lô đề, cá độ và sử dụng tiền ảo gọi là xu, với quy ước 1 xu tương đương 1.000 đồng để các đối tượng mua và đặt cược trong các game của hệ thống. Cổng game này cho phép con bạc nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng để nhận tiền đánh bạc. Tại Việt Nam, công an xác định đối tượng Đàm Thị Hải Hà, 30 tuổi, trú thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, đảm nhận nhiệm vụ tại bộ phận chăm sóc khách hàng và tuyển dụng, quản lý hệ thống các nhân viên phát trực tiếp ứng dụng đánh bạc trên hệ thống. Tại cơ quan công an, Đàm Thị Hải Hà khai nhận, Hà là người điều hành hoạt động của bộ phận chăm sóc khách hàng và tuyển dụng nhân viên, phục vụ hoạt động đánh bạc tại Việt Nam thông qua cấp dưới là Đàm Thị Minh Tâm, 25 tuổi, trú huyện Vụ Bản, Nam Định, và Nguyễn Phú Vinh, 37 tuổi, trú quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Ngày 31 tháng 8, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao đã triệt phá thành công hai đường dây chuyên mua bán dữ liệu cá nhân SIM rác, tạo và mua bán tài khoản ngân hàng quy mô lớn tại thành phố Đà Nẵng. Trước đó, trưa ngày 28 tháng 8, tại một chung cư ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Công an phát hiện 6 đối tượng gồm Nguyễn Văn Hiếu, 30 tuổi, Phan Hoàng Bảo, 20 tuổi, Trần Đức Minh, 17 tuổi, Lê Đức Anh, 18 tuổi, Trần Đình Quân, 17 tuổi, cùng trú tỉnh Thừa Thiên Huế và Trần Văn Bắc, 19 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị, đang thực hiện sử dụng trái phép thông tin căn cước công dân của nhiều người khác để mở tài khoản ngân hàng bằng cách đăng ký online trên mạng Internet để bán kiếm tiền tiêu xài. Công an xác định Hiếu và đồng bọn đã thu lợi bất chính khoảng 2.000 tài khoản ngân hàng của người khác. Cùng ngày, cũng tại chung cư này, công an đã bắt quả tang nhóm 5 đối tượng gồm Phan Văn Luân, 26 tuổi, Nguyễn Văn Hùng, 31 tuổi, Phan Quốc Huy, 17 tuổi, Trần Hải Hưng, 17 tuổi, cùng trú tỉnh Thừa Thiên Huế và Hoàng Trọng Thảo, 26 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị, cũng đang thực hiện hành vi trái phép trên. Đối tượng Phan Văn Luân đã mua của tài khoản có tên Trịnh Văn Sáng khoảng 8.000 dữ liệu thông tin căn cước công dân của người khác, 307 thông tin về tài khoản ngân hàng, trong đó có tối thiểu 52 tài khoản ngân hàng đang còn đăng nhập bằng ứng dụng Internet Banking để sử dụng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Liên Chiểu đã ra quyết định tạm giữ đối với Phan Văn Luân và Nguyễn Văn Hiếu. Ngày 31 tháng 8, ông Mai Xuân Ngọc, Giám đốc Trung tâm Pháp y Đà Nẵng cho biết đã có hình thức xử lý kỷ luật ông Lê Viết Dũng, nhân viên y công. Ông Dũng bị xử lý kỷ luật với hình thức kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng. Về mặt đảng, ông Dũng là đảng viên nên bị kỷ luật hình thức cảnh cáo. Lý giải về hình thức kỷ luật, ông Lê Viết Dũng là y công, là người lao động không phải là viên chức. Do vậy, hình thức kỷ luật áp dụng theo luật lao động. Ông Dũng bị kỷ luật vì vi phạm quy tắc ứng xử, giải thích thiếu nhẹ nhàng, thiếu tôn trọng với người nhà nạn nhân. Việc ông Dũng gọi xe cứu thương bên ngoài vào chở thi thể là không đúng nhiệm vụ. Trước đó, người nhà nữ du khách quê Hải Dương tử nạn do bị xe tải tông tại đường Võ Nguyên Giáp đến Trung tâm Pháp y Đà Nẵng ở quận Ngũ Hành Sơn nhận thi thể. Gia đình liên hệ xe cứu thương không đồng chở nạn nhân về quê lo hậu sự. Tuy nhiên, khi xe đến cổng, ông Dũng đã đóng cửa không cho xe vào. Tới khi công an phường có mặt, sự việc mới chấm dứt.